Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 260 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1338 Gặp lại Kiếm Hoàng Hết thảy, thỏa thuận xong Trác Phạm và Bách Lý Ngự Vũ liếc nhau một cái Chân thành đứng dậy cáo từ Diễm Hoàng sai người cung nên bọn họ suốt tông Hơn nữa còn không quên dặn dò sau này sẽ nói chuyện chi tiết hơn đợi đến khi mà thân ảnh hai người biến mất ở phương xa diễm hoàng gắt gao nhìn chăm chăm phương xa trống rỗng kia không khỏi thở dài một ngụm trọc khí khen ngợi khó trách kẻ này chỉ là đoán cốt cảnh là có thể được trọng dụng như thế đích xác rất có năng lực hôm nay đi theo mãn phu ma hoàng kia thật sự là làm cho hắn như là hổ thêm cánh rồi như thế nào sư tỷ người cảm thấy hắn vừa rồi hắn một phen trình bày chẳng những làm cho bổn tọa đối với chuyện này không có nửa phần nào lý do cự tuyệt hơn nữa còn không có tư cách mà cả tiểu tử này rõ ràng hắn thay ma hoàng cầu tới cửa giống như là chúng ta chiếm tiện nghi vậy cuối cùng lắc đầu trong mắt của diễm hoàng lóe lên một đạo tinh mang khó trách khuynh thành đã bị hắn dùng qua ngôn xảo ngữ mê cho đến thần hồn điên đảo tam cô về sau ngươi phải nhìn kỹ khuynh thành chớ có để tiểu tử này bắt cóc mới tốt. Sắc mặt nghiêm túc, Mai Tam Cô gật đầu. Sư tỷ yên tâm đi, tầm quan trọng của huynh thành, lão thần hiểu được. Sẽ không có để cho thằng nhóc không biết từ đâu xuất hiện này dù duyên dù cớ đắc thủ. Nghe được cái lời này, Diễm Hoàng khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua một ý cười khó hiểu. Mặt khác, trước sơn môn của Đan Hà Tông, hai người trác phàm đang muốn rời đi. Một tiếng hét thanh thúy đột nhiên vang lên chờ một chút thân thể chậm lại các phàm trong lòng sáng suốt cười nhạt quay đầu lại đối diện với một người mới dội vàng lên tiếng kia khuynh thành không có cần đưa tiễn hiện tại ta còn phải chạy tới chỗ kiếm hoàng vận động một phen bằng không á nhất định là phải lưu lại một năm rưỡi cùng với ngươi thành lễ phu thê trước tiên nuôi một đứa bé rồi nói sao chà thật là gấp lắm đừng có nói bậy bạ ai muốn nuôi con với ngươi chứ hai gò má bất giác đỏ lên sở khuynh thành mở miệng lên hung hăng liếc trác phàm một cái sau đó mới trầm ngâm một chút lại thấp giọng nói trác phàm xin lỗi lúc trước đã hiểu lầm ngươi ta còn tưởng rằng ngươi chỉ chỉ là ta đối với ngươi là thật lòng hiện tại cái gì cũng đừng nói về sau ngươi sẽ hiểu thôi nhưng mà còn chưa có đợi nàng nói xong trác phàm nghiêng thân thể về phía trước trước khi mà nàng kịp phản ứng nghiêng đầu đến trước mặt của nàng, khẽ hôn nhẹ một cái, trịnh trọng nói, một ngày nào đó ta sẽ đưa người rời khỏi đàn Hà Tông. Toàn bộ hai má bỗng dưng nóng lên, thậm chí còn đỏ cho đến cổ. Nhưng mà sở huynh thành cũng không có tức giận, chỉ là một cái cúi đầu càng sâu hơn, hơi nhẹ nhàng gật gật, phản phất như gật đầu, khóe miệng còn tràn đầy cái nụ cười hạnh phúc. Mỉm cười, trác phàm nhìn nàng một cái, rồi xoay người rời đi. Tiêu Sái tùy ý, Bách Lý Ngự Vũ cũng gắt gao nhìn nàng một cái mới cùng Trác Phạm rời đi. Chỉ lưu lại một mình Sở Khuynh Thành, nhìn bóng dáng của hai người dần dần đi xa, ánh mắt vẫn có một chút mê ly, đáy mắt nồng đậm tình cảm thật lâu không tan. Ba tháng sau, giữa những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, hai đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua, phản chiếu ra hai cái đạo nhân ảnh, chính là hai người Trác Phàm cùng với Bách Lý Ngự Vũ, không thể nghi ngờ ngửa đầu nhìn một tòa cung điện kim bích quy hoàng ở trong mây trác phàm mỉm cười hư không ôm quyền lớn tiếng quát tại hạ là trác phàm sứ giả của ma hoàng đặc biệt đến cầu kiến kiếm hoàng đại nhân xin vui lòng cho phép được diện kiến lại là từng đạo bóng đen lướt qua rất nhanh hai người đã bị một đám hơn 30 người dây quanh lưỡi kiếm trong tay dưới ánh mặt trời rực rỡ tản ra từng cái đạo hàng mang lạnh như băng Hai người Trác Phàm thấy vậy, đều tỏ ra lơ đễnh. Bạch Lý Ngự Vũ lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Cái này cũng gọi là kiếm sao? <laughs> Trác Phàm, ngươi thật là to gan, nợ nần của dân Lam Thành, chúng ta còn chưa có tính rõ ràng đó, ngươi cư nhiên dám chạy đến địa bàn của chúng ta dương quay sao? Đúng là không có muốn sống. Đột nhiên, một tiếng hét lớn bỗng dừng vang lên, một bóng người quen thuộc xuyên qua tầng đạo kiếm lâm, đi tới trước mặt của hai người khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Trác Phàm lơ đễnh giơ tay lên chấp lại thành quyền. Ta còn tưởng là ai, quá ra là công tử từ chấn sinh sao? Đã lâu không gặp. Bớt đi cùng mẹ nó lôi kéo làm quen sao? Hung hăng dùng tay, từ chấn sinh cười tạo một tiếng. Thật sự là thiên đường có lối, người không đi, địa ngục không có cửa, người xông vào. Lúc trước ở Đỗ Thành, đó là địa bàn của Đỗ Hoàng, chúng ta không tiện đồng thủ. Hiện tại nhưng mà tự mình đưa tới cửa rồi. Liền đừng có trách chúng ta không khách khí. Các sư đệ bày kiếm trận đi, giết chết cái tên trộm này, báo thù cho liệu trưởng lão. Dân, một tiếng quát lớn, kiếm phong của mọi người đồng loạt, chỉ về phía trước, liền tung hoành như lưới. Trong nháy mắt, liền về phía hai người trác phàm, rất cố ý đem bọn họ đâm thành cây sàn. Nhưng mà rất nhanh, Bách Lý Ngự Vũ liền lắc mình, chắn trước người của trác phàm, khí thế toàn thân đại phóng. Chợt nghe cái tiếng sấm bùm bùm gian lên, không gian xung quanh trong nháy mắt đã hiện ra một tấm lô giọng cương kiếm. Lạnh như là băng, bá một tiếng liền được khuếch tán ra bốn phía. Tiếng sấm cường đại đụng phải lưỡi kiếm, chỉ trong nháy mắt thôi liền nghe một tiếng nổ rung trời triệt địa phát ra. Hơn 30 thanh kiếm trong nháy mắt quá thành vô dù số dụng sắt rơi xuống đất. Những người xuất kiếm kia cũng đã bị lực phản xung nhịn không được đồng loạt vung ra một ngụm quyết tươi, bay ngược ra ngoài. Từng gương mặt tuấn tú, vốn là hồng quang đầy mặt, thoảng chốc trắng bờ xuống, đã không cách nào mà tái chiến. Đồng tử không nhìn được co rụt lại, từ chấn sinh, trong lòng quảng hốt, nhìn hai người trác phàm cùng với bách lý ngự vũ, thanh năm run rẩy nói, Ngươi, các, các ngươi dám hành hung người của kiếm hoàng sao? Các ngươi, chờ đó cho ta, ta sẽ bẩm báo lại bọn sư thúc bá, để cho các người chết không có chỗ chôn thân vậy thì sao bọn họ có thể đại biểu cho ý tứ kiếm hoàng ngạo trường thiên sao khinh thường biểu môi các phàm dân giáo tự đắc nói chấn sinh huynh ngươi nên hiểu rõ ta là đại biểu cho ma hoàng đại nhân đến cùng với kiếm hoàng đại nhân thương lượng chuyện quan trọng ngươi làm môn nhân của kiếm hoàng biết được ý đồ của chúng ta chẳng những là không có nhanh chóng thông truyền còn ngăn cản chúng ta đây không phải chỉ là bất kính với ma hoàng đại nhân mà còn là khinh miệt kiếm hoàng đại nhân nhà các ngươi nếu truyền ra ngoài bị người ta khinh thường thì không sao nhưng mà kiếm hoàng đại nhân các ngươi thì phải làm thế nào thân là đệ tử môn hạ kiếm hoàng ngay cả trưởng môn cũng không có để vào trong mắt khách nhân đến bái kiến cũng có thể đuổi đi sao chẳng lẽ lão nhân già hắn đã bị quản thúc tại gia sao ngươi ngươi da mặt không có nhìn được co rụt lại từ chấn sinh bị trác phàm nói nghẹn cho đến không nói nên lời đồng thời cái đầu đầy mồ hôi đúng vậy đây chính là tội đi quá giới hạn cũng không có thể tùy tiện truyền ra bên ngoài bằng không truyền vào trong tay của sư phụ chính mình chết chắc đúng lúc này có một đạo lưu quang xẹt qua lại một đạo nhân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt của bọn họ một bộ bạch y tiên phong đạo cốt chỉ có hai chân trống không như không lăng không phiêu phù lại chính là lão giả lông mày trắng đã bị trác phàm chém rơi hai chân lạnh lùng nhìn hai người một cái trong mắt của lão giả kia hiện lên vẻ âm trầm lại dùng tay lên trầm giọng quát kiếm hoàng đại nhân có lời mời làm phiền dẫn đường giống như không có chuyện gì trác phàm mới nhẹ nhàng cúi người liền đi thẳng về phía trước bạch lý ngự vũ liếc mắt nhìn cái lão giả kia một cái một đường đi theo liễu trưởng lão từ chấn sinh thấy vậy Dỗ dàng đi đến bên cạnh lão già kia Đã bị hắn khoát tay đánh lại Hết thấy đều là có kiếm hoàng đại nhân làm chủ rồi Không cần phải gấp gáp Nói xong Lão già kia đi đến trước mặt dẫn đường Từ chấn sinh mới trầm ngâm một chút Đi theo một bên Chỉ chốc lát sau Bốn người đã đi tới một tòa đại sảnh Khí thế hào hùng Xung quanh có 18 cây cột chống trời Tựa như là 18 thanh trùng thiên thần kiếm Quy phong lẫm lẫm toát lên phong phạm dương giả ở giữa một cái ghế gỗ liềm, ngồi nghiêm chỉnh là một lão giả râu trắng mặt như đào khắc mắt như là thiểm điện chỉ cần là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua mọi người một cái liền tựa như là một kiếm xuyên qua trong lòng của mọi người một trái tim không nhịn được liền căng thẳng thậm chí có một loại cảm giác đau đớn thực chất kiếm khí thật mạnh trong lòng rùng mình sắc mặt của bánh lấy ngự vũ trở nên có một chút nặng nề hai quyền bất giác nắm chặt khí thế của người này làm cho nàng cảm thấy có một loại cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng thập phần nguy hiểm trác phàm nhìn thấy khóe miệng nhếch lên trong lòng lạnh lùng cười kiếm hoàng ngạo trường thiên chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt thật sự là nhiều năm rồi con dâu cũng đã thành mẹ chồng rồi lão tử không có ở đây ngư dạng năm làm lão nhị rốt cuộc cũng leo lên cái vị trí đứng đầu bác hoàng Bỗng nhiên trong phá không vang lên một đạo hàng mang lóe lên. Trong mắt của bánh lý ngự vũ co rụt lại, thân thể rách vào một bên. Hai tay chỉ về phía trước kẹp một cái len ken một tiếng. Giữa hai ngón tay đã là một lưỡi kiếm hàng quang lạnh thấu xương. Dài bảy thước ba tấc chui kiếm chạm khắc long văn. Nơi thanh kiếm này phóng đến chính là vị trí mặt của trác phạm. Hơn nữa, giờ này khắc này, lưỡi kiếm kia chỉ trên lệnh một tí, liền có thể đâm vào mi tâm của Trác Phạm. Thật nguy hiểm. Bạch Lý Ngự Vũ không khỏi hít sâu một hơi, một kiếm này rõ ràng hướng về phía Trác Phạm không khỏi quay đầu, nhìn chăm chăm vào vị trí kiếm hoàng. Mà kiếm hoàng kia gắt gao nhìn chăm chăm nàng không buông. Thật lâu sau mới nhếch khóe miệng cười to một tiếng. Nhà đầu, thần thủ rất tốt, sư phụ lại thế. Thổi nhỏ gia truyền. Trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, Bách Lý Ngự Vũ gắt gào nhìn chầm chầm hắn, trong mắt tỏa ra tức giận. Các hạ hắn là kiếm hoàng tiền bối, không biết đây là có ý gì. Lão giả họ liễu kia chậm trễ trôi nổi đến một chiếc ghế bên cạnh của kiếm hoàng ngồi xuống. Mặt không một chút thay đổi, nhìn về phía hai người. Từ chấn sinh cũng đi đến bên cạnh hắn, đứng sau lưng, đều là vẻ mặt lạnh như băng. Kiếm hoàng liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, liền nhìn về phía trác phạm nói đôi chân của sư đệ ta là tiểu tử kia chém xuống phải không? Niệm các ngươi là đại biểu cho ma hoàng, lão phu không có nghiên cứu sâu, chỉ là hôm nay vô luận như thế nào, ngươi ít nhất cũng phải để lại hai chân. Cái gì? Mí mắt rung lên, bách lý ngự vũ quán hận nhìn về phía hắn. Ngươi muốn hai chân của trác quản gia không có dễ dàng vậy đâu. Tiến vào địa giới kiếm quà của ta, các ngươi không có thể tùy ý được nữa. Ta nói là chỉ muốn đồ chân của hắn cũng đã là cho tiểu tử ma hoàng kia mặt mũi rồi nếu không ngươi cho rằng các ngươi có thể sống sót đi ra ngoài sao vừa dứt lời kiếm hoàng mới đột nhiên khí thế đại phóng dưới chân đạp một cái liền trong nháy mắt hướng về phía hai người bánh đi ngự vũ giọt tới sát khí kia càng giống như núi lớn áp chế bọn họ làm cho bọn họ thở không nổi ngay cả vận hành nguyên lực trong cơ thể đã chậm đi rất nhiều thấy tình cảnh này Bách Lý Ngự Vũ trong lòng quảng hốt, trên trán cũng đã chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Thực lực của bác Hoàng vẫn không phải là thứ mà bọn họ có thể đối kháng được rồi. Chương 1339 Các cuộc đàm phán ba bên Sát ý khủng bố như là ngàn dạng kiếm quang tùy thời đều là muốn đâm vào trong tim của mình. Bách Lý Ngự Vũ khẩn trương đến mức thân thể có một chút cứng ngắc nhưng mà trác phàm nhẹ nhàng bước lên một bước đi lên phía trước, vẻ mặt thập phần bình tĩnh, không có nửa phần kích động. Chúng ta tới là đưa bản đồ Minh Hải. Khí thế cùng mạnh đột nhiên chậm lại, thân thể kiếm hoàng sắp giọt tới gần, bỗng dưng ngừng lại, nhìn chầm chầm trác phạm, trong mắt mang theo nghi hoặc. Người vừa nói cái gì? Kiếm hoàng đại nhân, lần này là chúng ta tới để đưa bản đồ Minh Hải, nếu người giết chúng ta, chỉ sợ sẽ mất đi cơ hội này. Sao? ngươi muốn dùng cái này để bắt lão phu giữ mạng của ngươi lại nào có thể dễ dàng như vậy chứ quán hận dùng tay áo lên kiếm quan tựa hồ lơ đễnh nhưng mà xoay người một cái đã lui về chỗ ngồi xuống gắt gao nhìn chăm chăm bọn trác phàm quát lên các ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì đây nhanh chóng nói ra đi thời gian mà lưu lại cho các ngươi nói chuyện cũng không có nhiều lắm khẽ cười một tiếng trác phàm cung kính ôm quyền Khởi bẩm kiếm hoàng đại nhân, sự tình là như vậy. Có lẽ gần đây ngài cũng đã được nghe hành động của hai người ưng hoàng, quỷ hoàng. Ma hoàng đại nhân của chúng ta ngược lại không có sợ bọn họ, chỉ là vì tránh cho sinh linh đồ tháng, hy vọng là biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho nên đặc biệt lấy ra phát bản của bản đồ Minh Hải muốn mời kiếm hoàng đại nhân ra tay ở giữa hòa giải một phen. Chính mình đánh không lại, cầu đến trước cửa của lão phu cũng thôi đi nhưng mà ngay cả bản đồ gốc cũng không cho chỉ lấy một phát bản sao có phải là quá không có thành ý hay không cái này thì không có biện pháp đây là điểm mấu chốt của ma hoàng đại nhân chúng ta rồi bất đắc dĩ lắc đầu trác phàm không khỏi thở dài một hơi nếu như kiếm hoàng đại nhân không có đồng ý vậy chúng ta đành lòng phải cáo từ nói xong hai người trác phàm khom người bái lại muốn rời đi chờ một chút nhưng mà đúng lúc này kiếm hoàng hét lớn lên một tiếng gọi bọn họ trác phàm quay đầu lại trong mắt hiện lên một vẻ mê man như thế nào kiếm hoàng đại nhân có gì muốn phân phó sao dùng thanh kiếm kia đem hai chân của mình chém xuống bằng không đừng có hồng giữ được mạng đi ra ngoài ngẩng đầu chỉ chỉ thanh kiếm của bách lý ngự vũ ném xuống đất kiếm hoàng liếc mắt nhìn trác phàm hư nhẹ lên tiếng sắc mặt đại biến bách lý ngự vũ gạt gào nhìn về phía trác phàm chờ hắn phân phó. Trong mắt hiện lên một đạo tinh hoàng khó hiểu. Trác Phàm thản nhiên cười, bất đắc dĩ thở dài, nhặt trường kiếm trên mặt đất, nhìn hồi lâu, lại cười khổ nói. Kiếm hoàng đại nhân có thể để cho tại hạ lập công chuộc tội hay không? Ta cũng không có muốn nửa đời sau thiếu một đôi chân. Đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi chém hai chân sư đệ của lão phu. Người của kiếm hoàng ta sao có thể để mặc cho người khác chém giết vậy? Kiếm hoàng đại nhân, ta đã nói rồi, ta có thể lập công chuộc tội. Nếu có cái gì ta có thể làm được, ngươi cứ việc phân phó, chỉ cần đừng có chém chân ta là được. Ngươi có cái gì có thể làm, có thể đổi lại hai chân của sư đệ ta. Ngay đó, ở Đỗ Thành, vị liễu tiền bối kia liên tiếp chặt đứt hai ngón tay, không phải là vì bản đồ Minh Hải sao? Ta nghĩ dùng bản đồ Minh Hải trao đổi, hẳn là có thể đổi được hai chân kia hơn nữa, ngày đó nếu chỉ cần chặt chân mà nói, Liễu tiền Bối cũng rất vui vẻ dùng hai chân để mà đổi bản đồ. Thân thể rung lên, lão giả kia quay đầu nhìn kiếm hoàng một cái, sắc mặt nghiêm trang, khẽ gật đầu ra hiệu. Hai mắt của kiếm hoàng hiếp lại, trầm ngâm một chút, cũng gật gật đầu sầu kính nói. Được, ngươi nó có thể đem bản đồ Minh Hải lấy ra là tốt nhất, chỉ là ngươi có thể lấy được từ trong tay của ma hoàng sao? Thật không có lấy được, nhưng nếu là thác bản thì lấy được, nếu ngài không ngại. Thác bản hả?" Nhướng mày, kiếm hoàng nhìn Liễu trưởng lão một cái, chỉ thấy hắn nhíu lông mày thành một đoàn, một lát sau mới bắt đắc chỉ gật đầu. "Được, thác bản thì thác bản, chung quy vẫn tốt hơn so với không có. Nhưng mà nếu là thác bản mà nói sẽ không là giả chứ?" "Tự nhiên sẽ không, ta có biện pháp cho người tin tưởng thác bản kia nhất định là thật." Hơn nữa, ngươi cũng có thể tìm đổ hoàng để phân biệt thật giả. Được, vậy cứ vậy đi, ngươi đi lấy đi, nha đầu này lưu lại làm con tin. Vỗ ta một cái, kiếm hoàng lúc này quyết định nói. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, trác phàm cười khẽ một tiếng, lập tức không người bái xuống. Kiếm hoàng đại nhân lo lắng nhiều rồi, ngài căn bản không cần bất luận kẻ nào, chỉ cần ngài chịu làm người hòa giải cho ma hoàng chỉ cần ngài chịu làm người hòa giải cho ma hoàng cùng dương hoàng lần này, ma hoàng đại nhân tự mình dâng thác bản lên. Cái gì? Thân thể không khỏi chấn động, kiếm hoàng hung hăng trừng trác phàm một cái, giận dữ lên tiếng. Con mẹ nó, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Kiếm hoàng đại nhân sao lại nói ra cái lời này? Trác phàm đúng là lớn mật, lão phu cho ngươi lập công chuộc tội mới cho phép dân cái bản đồ Minh Hải đổi lấy hai chân của chính người Kết quả cuối cùng ngươi còn đang vận động hành lang cho ma hoàng. Hắn thì có nửa xu quan hệ gì với cái chuyện người lập công chuộc tội. Kiếm hoàng đại nhân bớt giận cho đây đích xác chính là thành quả của việc lập công chuộc tội của tại hạ đó. Trên mặt giả dờ kinh hoàng một trận trác phàm một lần nữa hạ bái. Thật không có dấu giếm lần này ma hoàng đại nhân tìm được minh hữu chính là Diễm Hoàng của Đan Hà Tông. Nhị Hoàng đối với Nhị Hoàng thực lực tương đương, đủ để khiến cho hai người ưng hoàng lui binh, không có dám tái sinh càng qua. Là tại hạ niệm tình ngày đó có thẹn với liễu trưởng lão, đặc biệt đề nghị mở thêm một quyển, cùng với kiếm hoàng đại nhân kết minh. Nói như thế nào, kiếm hoàng đại nhân cũng là đứng đầu bác hoàng, thân phận tôn quý, có ngài tọa trấn, chính là làm ít công to nhưng mà ma hoàng đại nhân đối với chuyện này vẫn có một chút không nở dù sao thì nếu có nhiều thác bản của bản đồ minh hải kia thì người biết đấy cho nên tại hạ có thể nói là khuyên bảo ba ngày ba đêm lấy ba tấc lưỡi không nát mới khuyên được ma hoàng đại nhân thay đổi tâm tư cùng với kiếm hoàng đại nhân ngài chia một chén canh bất quá chỉ làm hòa sự mà thôi động miệng là có thể lấy được bản đồ minh hải cùng nhặt được cũng không có kém bao nhiêu cớ sao mà không làm chẳng lẽ đây còn không có tính là công tích của tại hạ làm ra cho kiếm hoàng đại nhân sao cái này trong lòng hơi chậm lại kiếm hoàng suy nghĩ một chút lại nhìn khuôn mặt mỉm cười của trác phàm nhất thời bật cười thành tiếng hay cho trác phàm khó trách có thể trên chiếu bạc ở đổ thành tạo ra danh tiếng quả nhiên gian trá giả hoạt rất có năng lực ma hoàng có một người như ngươi phụ tá bên người có thể là chống đỡ trăm vị cao thủ linh dương rồi kiếm hoàng đại nhân quá khen rồi tại hạ thẹn không có dám nhận không cần không dám nhận người đích xác của tư cách này lạnh lùng cười kiếm hoàng hung hăng dung tay lên nói được rồi các ngươi trở về đi thỉnh cầu của tiểu tử ma hoàng kia lão phù đáp ứng sau này tìm một thời gian mọi người cuối cùng thương lượng một chút thuận tiện gọi đủ hoàng tới tự mình đã giám định cái bản đồ kia một chút cũng dễ làm. cúi đầu thật sâu, Trác Phàm vui vẻ nói, đa tạ kiếm hoàng đại nhân, tại hạ cáo từ. Chân thành lui về phía sau, Trác Phàm cùng với Bách Lý Ngự Vũ xoay người rời đi. Đến khi mà nhìn thấy thân ảnh của bọn họ hoàn toàn biến mất, sắc mặt kiếm hoàng hơi biến đổi, lại trầm xuống. Tiểu tử chết tiệt này, thật sự là giáo hoạt đa đoan lão phu lại như là chó cắn nhiếm, không có làm gì được hắn chứ. Huh, rõ ràng đoán cốt cảnh thôi mà lại một tiếng nổ lớn vang lên kiếm hoàng dùng tay đem cái bản bên cạnh đập thành nát bấy từ chấn sinh ở một bên nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi dỗ dàng tiến lên bái lại nói sư phụ như vậy thả tiểu tử kia đi sao Thù mất chân của liễu trưởng lão vừa rồi không phải là hắn đã nói sao đem công chuộc tội dùng thác bản của bản đồ minh hải trả lại hai chân lão phu trên mặt có một chút mất mát liễu trưởng lão kia không khỏi thở dài. Nhưng mà vậy đâu có phải là đem công chuộc tội, không phải vẫn là giao dịch sao? Chính là giao dịch, nhưng ngoài miệng hắn nói đây là công lao của hắn, thì đó chính là công lao của hắn. Ngươi thì thế nào? Nhất là hắn còn lấy ra đan hạ tông để mà đè ép chúng ta. Nếu mà chúng ta không làm giao dịch này cũng không sao cả. Nhưng một cái thác bản của bản đồ Minh Hải lại chỉ cần động miệng là có thể lấy được rồi trên trời rớt xuống cái bánh, chúng ta không thể không làm. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta vẫn có thể chặt bỏ hai chân của hắn mà. Dù nhìn thế nào, đây cũng không phải là hắn lập công với chúng ta, mà rõ ràng là vì ma hoàng làm thuyết khách. Giao dịch là giao dịch, nhưng mà nợ nên trả, vẫn phải trả chứ. Trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, từ chấn sinh quán hận lên tiếng. Nhìn nhau một cái, kiếm hoàng cùng với liệu trưởng lão đồng loạt bật cười lắc đầu. A à Sinh, sau này nếu ngươi gặp lại tiểu tử kia, nếu thật sự là muốn đồng thủ với hắn, thì phải lập tức ra tay, tuyệt đối không có thể để cho hắn có thể nói thêm nửa câu một lời. Vì sao? Bởi vì chỉ cần hắn mở miệng ra, ngươi liền không có bất kỳ lý do nào để mà xuống tay với hắn. Thở ra một ngầm trọc khí, kiếm hoàng sau kính nói. Lúc trước lão phu có thể ra tay, nhưng mất đi cái thời cơ, đã bị hắn dùng cái bản đồ Minh Hải loạn quẩn một trận rồi rốt cuộc đã bị dòng vào trong cái điều kiện giao dịch này. Nhưng mà chờ điều kiện này đạt được, Lão Phu liền không còn lý do để mà ra tay với hắn. Hắn là đại biểu cho Ma Hoàng tới đây, giết hắn, giao dịch này liền hỏng. Mà chúng ta lại thập phần quan tâm đến giao dịch này. Cho nên chúng ta không có thể ra tay nữa. Cái thằng nhóc này thật sự lợi hại, vừa bảo vệ được mạng của mình, lại hoàn thành cái nhiệm vụ của Ma Hoàng. Nghe được lời này, từ chấn sinh không khỏi bỗng dưng ngây ngẩn cả người, Liễu trưởng lão kia cũng là một trận trầm ngâm thở dài. Cái món nợ mất hai chân này của hắn trong thời gian ngắn không có thể lấy lại được rồi. Một tháng sau, hai người của Trác phàm trở lại Thiên Ma Sơn, mà Ma Triệu Thành đã sớm chờ ở đó từ lâu. Vừa nhìn thấy cái bóng dáng bọn họ, liền vội vã tiến lên hỏi: "Thế nào rồi, thỏa thuận chứ?" Các người không có biết đâu, mấy tháng nay hai cái lão già ưng hoàng càng ngày càng kiêu ngạo. Có hai thành trì đã bị bọn họ tập kích lấy mất rồi. Nếu không phải bổn hoàng một mực chờ các người hồi báo, hiện tại cũng đã tự mình xuất mã cùng cho bọn họ đánh rồi. Ma hoàng đại nhân, chớ có nóng vội chứ, hết thảy đều tiến triển thuận lợi như dự đoán lúc trước. Khóe miệng cong lên, trác phàm thản nhiên nói, hai người diễm hoàng cùng với kiếm hoàng đều đã nguyện ý ra tài giúp đỡ đại nhân Hơn nữa chỉ cần có một tấm thác bản của bản đồ Không có phụ gia thêm Kế tiếp phải xem đại nhân tiến thêm từng bước Mượn đao giết người Nếu như vậy lần này Hai người ưng hoàng cùng với quỷ hoàng không chết Cũng phải là tàn phế nặng nề Không có còn khả năng xoay người đâu Trước mắt bất giác sáng ngời Triệu Thành lúc này mới mừng rỡ Trác quản gia đúng là kỳ tài dễ dàng kéo tới hai đại trợ lực như vậy thật sự là trời giúp ta rồi được ta lập tức tự mình gửi thư cho nhị hoàng kia mời bọn họ ba phương đàm phán cùng nhau giải quyết hai cái lão bất tử kia đại nhân anh minh không người bãi lại khóe miệng của trác phàm sẽ qua một nụ cười quý dị ba ngày sau thiên ma sơn phát ra hai cái đạo ngọc giảng hai tháng sau theo từng đạo tiếng phá không gian lên kiếm hoàng cùng với diễm hoàng đã mang theo nhân mã lần lượt đi tới cái chỗ này, đồng thời còn có một tên mập mặt qua phục xen lẫn trong đó. Chương 1340 lật lọng Triệu Thành mặc cẩm y phục đen, mang theo 12 ma vệ tự mình bước ra cửa ngân đón. Kiếm Hoàng cùng với Diễm Hoàng đã lâu không gặp, lần này bản Hoàng có thể mời được hai vị xuất thủ tương trợ, ta thật sự rất vui đó. Ma Hoàng khách khí rồi, chúng ta vô công bất tụ lộc có lộc tự nhiên phải đến thôi trịnh trọng chắp tay hai người cười hai người cười yếu ớt kiếm hoàng nói thẳng có phải lúc này ngươi nên mang cái đồ vật hứa hẹn cho chúng ta xem một chút không chúng ta đã tìm người xác nhận đến nói xong kiếm hoàng mới nghiêng người chỉ tên mập phía sau trong mắt ngưng tụ triệu thành nhất thời kêu lớn bạc hoàng ngươi cũng tới sao đương nhiên rồi chuyện quá khẩn cấp kiếm hoàng nhất định mời ta đến làm chứng dù sao gần đây bản hoàng cũng không có việc gì làm coi như là tham gia náo nhiệt đến xem cái địa đồ minh hải sau khi mà ra ngoài có tìm thấy manh mối nào không nhếch miệng cười một tiếng bạc hoàng nói mỉm cười lắc đầu triệu thành khẽ nói bạc hoàng nói đùa sao ngài nổi danh khôn khéo cái đồ này trong ta của ngài phá giải mấy chục năm cũng không có thành quả đến trong ta của ta mới có vài ngày cộng với gần đây á, phát sinh nhiều việc, ta làm sao có thể phá giải, ngài lo xa rồi. Cũng không thể nói vậy chứ, tìm cái lời giải cũng như đánh bạc thôi, cần vận khí, thời cơ thậm chí là đại trí tuệ. Ta chỉ có một chút thông minh, lại không có đại trí tuệ. Cái gọi là đại trí giả ngu, cũng chính là như vậy đó. Có lẽ lão huynh có hết thảy ba cái loại trên, không có mấy ngày có thể giải được thì sao? Này này, hai người các ngươi đủ chưa? Chúng ta còn chưa có thấy mặt ngang mặt dọc của bản đồ, chẳng phải là các người muốn giả vào mặt của chúng ta sao? Dội giả khoát tài, đánh gãy lời nói của bọn họ, kiếm hoàng dỗ dàng nói. Lần này, xem như là chúng ta ba bên hội đàm, tiền đề là giám định cái bản đồ kia một phen, tranh thủ thời gian đi. Liếc nhìn nhau, hai người ma hoàng và bạc hoàng ngửa mặt lên trời cười lớn, cung kính mang theo mọi người đi về phía đại sảnh. Đợi đến khi mà vào trong đại sảnh, ở phía trước có cái bàn 3 mét vuông, trong tay của Triệu Thành có ánh sáng lóe lên, xuất ra ba cái hộp gấm, chậm rãi để lên bàn, tiếp đó mở ra ba cuộn giấy. Ở bên trong nhất là cái bản đồ có phong cách cổ xưa. Mọi người nhìn thấy ánh mắt sáng lên, xác định đó là địa đồ Minh Hải Góc, mà hai tấm mới tin là bản đồ đã chuẩn bị trước. Nhẹ nhàng mở ba cái bản vẽ ra, mọi người nhìn thấy giống như đúc tất cả đều là điểm đen phủ đầy giống như tình không hai hàng bài thơ cũng cùng cái nét chữ vẽ không một chút khác biệt đây mới thực sự là bản sao của địa đồ minh hải nào giống lần kia chứ đi cùng với diễm hoàng là mai tam cô nhìn thấy cái bản thật hai con mắt tỏa sáng thở dài lên tiếng sau đó mới tức giận trừng mắt nhìn trác Phạm tự như là còn quán hận hắn đã trêu đùa lần trước trác phàm thản nhiên cười sau đó mới nhìn về bạc hoàng khom người cúi đầu nói bạc hoàng tiền bối xin hãy xác nhận xem cái bản đồ này có phải là thật không còn hai cái bản sau kia có giống như bản thật không có chỗ nào sơ suất mong lão huynh giúp ý bản thật không có gì có thể kiểm nghiệm không giả nhìn trên bàn một chút bạc hoàng bình tĩnh gật đầu giấy của cái bản thật chính là giấy thượng cổ quyền minh trên giấy âm khí cực nặng không có mục nát không ảm ướt đao kiếm không có tổn hại thủy quả bất xâm hiếm có trên đời bây giờ đã thất truyền rồi chỉ cần cái bản đồ trên giấy này nhất định là đồ thật tiếp đó chỉ gặp cái bản đồ thật với bản sao là phân biệt được nói xong ba Hoàng chậm rãi cúi người xem từng cái kết quả một canh giờ trôi qua hai canh giờ trôi qua hắn còn không có xem hết một bản chờ qua một ngày hắn mới xác định cái tấm bản đồ sao là thật hay giả sau đó mới liền xem một bản khác Mọi người thấy hắn cẩn thận như thế cũng không có quấy rầy. Dù sao cái việc này cũng liên quan đến thành ý hợp tác của hai bên cho nên không có xem nhẹ mọi việc. Rốt cuộc, hai ngày sau, ba quan để cái bản sao còn lại xuống, thẳng tắp thắt lưng, thở dài một hơi gật đầu nói. Không có vấn đề, vẽ cực kỳ cẩn thận, không phạm sai lầm. Nghe được cái lời này, mọi người khẽ gật đầu, cười hài lòng. Như vậy hiện tại, chúng ta thay cho ma hoàng đi một chuyến, nói chuyện để cho hai lão giả kia vui vẻ, thiên hạ thái bình. Bảo vật gần trong gang tất, sắp nắm được tới tài, kiếm hoàng cũng trở nên tích cực hơn. Diễm hoàng nghe thế mới vội giả gật đầu, tán đồng với ý kiến này. Sớm xong việc, sớm sẽ cầm được cái thứ mong muốn. Thế nhưng đúng lúc này, Triệu Thành dung tay lên quá to. Chờ một chút, bản hoàng đổi ý. Thế nào? Người không có muốn giao dịch sao? Khẽ giật mình, kiếm hoàng chặn lại nói. Chậm rãi lắc đầu, triệu thành cười lạnh. Không phải là không giao dịch, mà chính là thêm điều kiện. Hai vị chỉ cần nói vài lời, đã lấy được cái bản đồ kia. Có phải là quá tiện nghi không chứ? Như vậy, người muốn thế nào? Mì mắt rung lên, hai người nhìn nhau, cảm thấy có một chút bất an. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, triệu phàm mới trịnh trọng chắp tay nhìn về phía hai người ta còn có một đề nghị xin hai vị tiếp nhận cho địa đồ minh hải có giá trị thế nào hai vị đều đã rõ rồi cho nên ta muốn nhờ hai vị lúc cầm bản đồ này phải giúp ta làm một chuyện chuyện gì tam phương xuất thủ giúp cho ta đoạt địa bàn của ưng hoàng và quỷ hoàng khẽ giật mình sắc mặt của hai người trở nên ngưng trọng diễm hoàng ngăn không được hét lớn lúc trước trác quản gia đến chuyển lời cũng không có nói là bảo chúng ta xuất thủ làm sao mà ngươi đúng vậy lúc này trác phàm cũng ngạc nhiên nói ma hoàng đại nhân lúc trước á bàn điều kiện với hai vị đại nhân cũng không có yêu cầu xuất binh sao mà hiện tại ngài lại đổi ý rồi dường như có một chút không ổn có gì mà không ổn chứ trước khác nay khác nơi này nào có chỗ để mà ngươi xen vào chứ lui ra hung hăng nguýt theo một cái triệu thành quát lạnh Trác Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lui ra. Ngay sau đó, Triệu Thành nhìn về phía hai người nói, lúc trước ta để cho Trác quản gia đi thương lượng cùng với hai dị là cái thời điểm chúng ta chưa khai chiến, để cho hai người các ngươi giảng hòa cho Lão Phu. Dù sao, sau cùng tất cả mọi người không có tổn thất, nhưng bây giờ hai cái tên khốn kiếp kia đã động thủ với ta rồi, còn nắm lấy 10 tòa thành trì, ta còn không có lấy lại danh dự, mặt mũi để đâu đây. Hiện tại, dù là các ngươi muốn làm quà, lão phù cũng không muốn rồi. Mai nhíu chặt, sắc mặt hai người trở nên âm trầm. Thỉnh thoảng, còn có một chút nhìn về hai cái bản sao kia, có một chút không đành. Để cho bọn họ xuất thủ giúp đỡ hắn, vì hai cái tấm bản đồ này, dường như... Ma Hoàng Đại Nhân, tha thứ ta lắm lời, ngài làm như vậy quá không có chính đáng rồi. Lúc này, trác phàm nghiêm mặt, lần nữa đúng ra, một lần nữa đứng ra khom người nói tuy địa đồ minh hải là trân quý nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần cho dù có thể phá giải được cũng là một chuyện sau này nhưng bây giờ hai vị đại nhân kiếm hoàng và diễm hoàng thay ma hoàng đại nhân tranh lấy địa bàn nhất định cũng sẽ có tổn thất nếu không có bồi thường hoàn toàn không có hợp lý ta đề nghị đợi sau khi mà túm lấy hai người ưng hoàng ma hoàng đại nhân có thể là chia điều cho hai vị đại nhân xem như là trả thù lao kháng địch cộng với hai cái bản sao địa đồ thì sẽ có giá trị hơn đó hỗn trướng thế mà hắn vừa dứt lời triệu thành mắng to một tiếng Ngươi lại bảo ta chia đều có thành quả thắng lợi như vậy có phải là quá nhiều không rồi trác phàm đến tột cùng ngươi là người của ai đại nhân ta đương nhiên người của ngài rồi nhưng mà mua bán xem trọng nhất chính là hợp tình hợp lý ngài ra giá quá thấp người ta dùng cái gì tới giúp ngài chứ? Không được, nhiều lắm là để cho bọn hắn 20 thành trì, ta còn có hai phần địa đồ đây. Ma Hoàng, thế lời của hắn còn chưa dứt, lại bị một tiếng kêu đánh gãy. Bốn tọa cho rằng trác quản gia nói rất hợp lý, thành quả lúc đó của chúng ta muốn chia một phần ba, không phải vậy lấy cái gì xuất binh. Diễm Hoàng, ngươi muốn ngay tại chỗ lên giá sao? Ta còn cho ngươi một phần địa đồ nữa chi? sông đồng ngưng tụ triệu thành nhịn không được hét lớn cười lạnh diễm hoàng khẽ nói trước khác này khác rồi bây giờ người bốn bề thọ địch cần binh lực giải dây cái tấm bản đồ kia có thể giúp người giải dây sao tóm lại đã muốn chiến chúng ta cũng không có thèm đếm xỉa nhưng cũng không có thành quả cuộc chiến chúng ta không thèm tham dự kiếm hoàng đại nhân chẳng lẽ là người nguyện ý vô duyên vô cớ đánh thuê cho người ta sao Lão Phù không phải là người ngu, không có chuyện này. Ngươi, các ngươi... Da mặt của ma hoàng co rúm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cũng hung hăng dung tay cả giận nói. Được, được, tùy các ngươi vậy. Nếu mà lần này ba phe của chúng ta chia đều thành quả thắng lợi, cũng xem như ba nhà của chúng ta kết đồng minh. Hai phần địa đồ các ngươi cũng đừng. Chúng ta cũng muốn đó. Vì sao? Dựa vào cái gì? chỉ bằng là hai người kia nhằm vào ngươi chúng ta có thể xuất thủ hay không cũng không là vấn đề nhưng mà ngươi nhất định phải xuất thủ liếc mắt nhìn hắn kiếm hoàng kia lạnh nhạt nói địa đồ xem như là thù lao ngươi mời chúng ta liên minh ma hoàng hung hăng nhìn hắn chầm chầm cuối cùng bỗng nhiên phất tay áo quay người rời đi được tùy các ngươi lần này xem như lão tử bồi thường còn ngươi cái đồ lắm miệng sau cùng đi ngang qua trước mặt của Trác Phạm, Triệu Thành mới hung hăng chỉ hắn, trong mắt lóe lên lửa giận, hét lớn lên một tiếng, nhanh chóng rời đi, tiến vào trong nội đường. Chỉ để lại của Trác Phạm cười khổ, còn Kiếm Hoàng và Diễm Hoàng vui cười hớn hở, hở. Chỉ có bạc Hoàng liếc nhìn Trác Phạm, khóe miệng xẹt qua một nụ cười tà dị. Tiểu tử này đúng là không có đơn giản. Trác quản gia, chúng ta muốn tự mình vẽ bản đồ có thể chứ? Triệu Thành đã sớm tức giận rời đi, Diễm Hoàng liền đi đến trước mặt của Trác Phàm thỉnh giáo. Trác Phàm ngạc nhiên hỏi, chúng ta đã chuẩn bị tốt hai cái bản sao rồi, vì sao mà hai vị còn muốn mất công vậy chứ? Chẳng phải là hoài nghi chúng ta sao? À không không, chúng ta chỉ là muốn tự mình cảm nhận một chút mỹ lực của địa đồ Minh Hải này. Trác quản gia, ngài tuyệt đối không có nên hiểu lầm. Trác Phàm trầm ngâm một chút, mỉm cười gật đầu nói, tùy các vị nhưng mà xin đem về xong giao cho bạc hoàng đại nhân từ trước đến nay bạc hoàng đại nhân nổi danh công chính mọi người đều biết đợi khi mà hợp tác xong các vị mới có thể lấy cái bản sao từ chỗ của bạc hoàng đại nhân hoàn thành giao dịch chúng ta hiểu rồi mỉm cười diễm hoàng cùng chỉ kiếm hoàng liếc nhìn nhau liên tự mình lấy ra trang giấy bắt đầu vẽ địa đồ minh hải trác phàm nhìn mà muốn cười hai cái lão gia quả này á, vẫn như trước kia chú ý cẩn thận cực kỳ. <laughs> Chương 1341, Bác Hoàng Chiến Hai người kiếm hoàng và diễm hoàng rất để tâm tới tấm bản đồ này. Sau khi mà sao chép cẩn thận, đối chiếu kỹ càng, bảy ngày bảy đêm mới gật đầu yên tâm. Đem hai tấm bản sao giao lại cho người trung gian, chính là bạc hoàng bảo quản. Sau đó, trác phàm thay mặt cho thiên ma sơn tiễn ba vị lão đại đi. Chuẩn bị xuất quân liên hợp còn ma hoàng triệu thành vẫn không có lộ diện giống như tức giận vì thấy mình lỗ vốn có điều như thế thì hai người kiếm hoàng mới càng yên tâm hơn cảm thấy trong cái cuộc mua bán này bản thân không có bị thua thiệt sau khi mà chắp tay từ biệt rất vui vẻ hài lòng dẫn người rời đi chỉ có bạc hoàng trước khi rời đi nhìn trác Phàm đầy ẩn ý cười nói ma hoàng đại nhân có trác quản gia bên cạnh phụ tá đúng là con phúc lớn vừa mới nói xong cũng cười lỡ một tiếng bay đi chỉ để lại có một mình trác phàm đứng lặng yên trên núi khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu thế nào chuyện có thuận lợi không lúc này ma hoàng triệu thành mới nhàn nhã từ bên trong đi ra nhìn về phía trác phàm ý cười đầy mặt đâu có còn sắc mặt giận dữ như lúc trước đặc chỉ vô cùng Cuối người hành lễ trác phàm vui vẻ nói đại nhân yên tâm đi hết thảy đều rất là thuận lợi bọn họ vì mau chóng lấy địa đồ trên tay của bà hoàng cho nên sẽ mau chóng xuất bình giúp bọn ta sang bằng hai cái người ưng hoàng được trác quản gia dự liệu như thần không ngờ chỉ có năm ba câu đã lừa bọn họ vào cuộc rồi xuất bình cứu ta nếu là trước kia phiền toái như vậy bọn họ nào có dám triều chọc chứ ma hoàng đại nhân quá khen rồi thật ra đây chỉ là đánh vào tâm lý rắc rối của hai người mà thôi Gật đầu cười một tiếng, Trác Phàm thầm thủy nói, nếu mà chúng ta trực tiếp yêu cầu bọn họ xuất binh cứu giúp, cho dù có xuất ra cái địa đồ Minh Hải làm mồi, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không có đồng ý đâu. Cho nên trước hết á, Chúng ta phải bảo bọn họ làm quà thôi, lừa bọn họ lên bàn đàm phán. Sau đó khi mà đối diện biến đổi quẻ, nếu ngay từ đầu đồng ý địa đồ thì đó chỉ là một trang giấy vẽ bánh nướng thôi nhưng mà hiện tại để cho bọn hắn nhìn thấy vật thật còn có bạc hoàng làm chứng dù là bọn họ có muốn cự tuyệt trong lòng cũng không muốn tiếp đó chúng ta lại cố ý tranh chấp một người giả mặt trắng một người giả mặt đỏ ngay sau đó triệu thành mới cười lớn một tiếng tiếp tục nói ta cho bọn hắn một chút lợi nhỏ mà trát quản gia vì hai người tranh thủ lợi lớn hai bên so sánh tự nhiên bọn họ không một chút do dự đứng về phía trác quản gia nhưng mà bọn họ lại quên mất bản thân cần nhắc có nên tham chiến hay không dạng thuận nước đẩy thuyền này chính là bọn hắn cũng không có ý thức được bị chúng ta kéo vào trận chiến vốn có thể tránh thoát trác quản gia xuất thủ thật là tuyệt diệu mạnh hơn nhiều những cái tên tham mưu đầu heo trước kia của lão bản hoàng rồi thản nhiên cười Trác Phạm một lần nữa không người. Ma Hoàng Đại Nhân khách khí, có điều để cho Ma Hoàng Đại Nhân giả trang người ác, quỷ khuất cho Đại Nhân rồi. Không sao, dù sao làm kẻ ác, cũng chỉ có bản Hoàng giả trang mới thuận lý thành chương chứ. Để cho người giả trang thì quá làm ra vẻ rồi, sợ rằng sẽ bị bọn họ xem thấu. Điều mấu chốt là cái chuyện này thành công, bọn họ còn muốn cái bản sao địa đồ Minh Hải sao? Cười, Cười lạnh, Triệu Thành nhìn Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đường cong quỷ dị. Trác Phàm ngầm hiểu gật đầu, ta cười một tiếng, xuất ra một tấm bản đồ thật kia. Trong tay còn có một cái bình sứ, mở ra dội lên trên nó toàn bộ cái bản đồ ướt đẫm. Bọn họ muốn là đích thần, vẽ bút tích thật, đáng tiếc trên cái bản đồ thật này, chúng ta cũng đã động tay động chân. Chỉ cần đem đang dịch dội lên, những cái điểm đen thêm ở phía trên tự nhiên sẽ biến mất trong tay của bọn họ vẫn là một tấm bản đồ giả. Các quản gia liệu sự như là thần đã sớm ngờ tới bọn họ không yên lòng sẽ đích thân vẽ. Bản hoàng thật sự bội phục dạng phần. Trong mắt lóe lên cánh sáng kỳ lạ, Triệu Thành cùng với Trác Phàm liếc nhìn nhau, cùng cười to lên. Chờ cho hai người ngưng cười, Triệu Thành phấn chấn tiếp tục nói. Như vậy tiếp đó, chúng ta phải chỉnh quân xuất phát, phối hợp với hai cái người kia tiêu diệt hai cái lão ưng hoàng. Không, ma hoàng đại nhân sai rồi, trận chiến này chúng ta không có thể tham dự. Hả? Vì sao? Triệu Thành ngạc nhiên nói, hai cái lão quỷ kia vì ta mà tới, người nào không có tham dự, nhưng ta phải tham dự. Trác quản gia, phải chăng lại có diệu kế? Trác phàm cười thần bí, thông thả, bước hai bước, tỉ mỉ phân tích. Ma hoàng đại nhân có thể tưởng tượng một chút đi, ba bên liên thủ, hai người ưng hoàng chắc chắn sợ bại. Nhưng mà chó gấp còn nhảy tường, huống chi là hai cái dị hoàng này. Đến lúc đó biết mình chắc chắn thất bại, bọn họ giận nhất là ai, thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đồng quy du tận với người đó. Khi đó chúng ta tổn thất nặng nề mà hai cái người kiếm hoàng lại bình chân như vậy. Tuy cũng có tham chiến nhưng mà lại không có hết sức đâu. Chỉ chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, bọn họ ngư ông được lợi sao? không sai trong bát hoàng này không ai tốt cả chuyện này nhất định có thể làm ra được ánh mắt khẽ hiếp lại triệu thành mới cắn răng nói thản nhiên cười trác phàm mới tiếp tục như vậy nếu lúc bọn họ mở cuộc chiến chúng ta tạm thời bất động hai người ưng hoàng nhất định là tích lũy đủ toàn lực ứng phó với hai người kiếm hoàng sau cùng chiến đến thương vong thảm trọng chúng ta vẫn là bình chân như vậy chờ khi mà thắng bại đã phân chúng ta lấy thân phận đồng minh tham gia, nhất cử lưỡng tiện, ngư ông đắc lợi, chẳng phải là hiệu quả hơn sao? Đúng vậy, chúng ta không có uổng phí một binh một tốt, mà còn có thể lấy một phần ba địa bàn của hai lão quái kia. Cớ sao không làm chứ? Ánh mắt sáng lên, Triệu Thành vui mừng nói, các quản gia kế này rất hay đó. Ta đã nói mà, tìm hai người đánh thuê cho ma hoàng đại nhân mà không phải là đồng minh, Trác Phạm ta nói được làm được. Trong mắt lóe lên ánh sáng giả quạt. Trác Phạm sâu xa nói. Triệu Thành mới liếc mắt nhìn hắn, cười to liên tục, tán thưởng không ngừng. Hắn nào biết cái tấm lưới chiến thắng được đang dệt cho hắn, cũng chính là xiềng xích của âm ty địa ngục, kéo hắn vào quỷ môn quan. Một khi mà bao lấy, sẽ không dậy không ra được. Một tháng sau, ma hoàng đã bị hạ hơn 20 tòa thành trì ưng hoàng cùng với quỷ hoàng liên quân khí thế như vũ bảo căn bản không ai có thể ngăn cản điều này khiến cho người bên ngoài cảm thấy là kỳ lạ dù cho hai hoàng liên thủ cũng không có thể nào khiến cho ma hoàng không một chút lực chống đỡ sao có thể dễ dàng bị đánh hạ nhiều thành trì như vậy chứ mà không có một chút lực ngăn cản cho dù hai người ưng hoàng và quỷ hoàng cũng mơ hồ không hiểu nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra một dị biến không biết cái chuyện quái quỷ gì xảy ra hai người luôn trung lập như kiếm hoàng và diễm hoàng đồng thời tuyên chiến giai người ưng hoàng mà vừa tuyên chiến liền xuất binh giống như sớm đã chuẩn bị vậy kết quả chiến sự bên này chưa kết thúc bên kia lại của nhị hoàng hãm thành có thể nói là hai mặt thụ địch rồi nhưng mà lúc này ma hoàng vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì hai người ưng hoàng nghĩ cách đối phó với hai tên kia trước nên lui ra khỏi thành trì của ma hoàng. Ma hoàng bên này không có phái một binh một tốt mặc kệ mất thành. Có lẽ vẫn không yên lòng sau khi mà lui binh về, hai người mới triển khai quân biên cảnh, đợi một tuần để kiểm tra động tĩnh. Thấy ma hoàng vẫn không có phản ứng gì mới thật sự lui binh, đem tất cả binh lực hướng về phía hai người kiếm hoàng và diễm hoàng. Mà giờ khắc này, hai người kia nhân cơ hội biên cảnh yếu kém đã hạ hơn 10 thành trì thẳng lớn dồi dào điều này khiến cho hai người ưng hoàng tức giận vô cùng lập tức xua binh hồi cứu chửi mắng không ngừng chúng ta không có trêu chọc các ngươi các ngươi lại tấn công hai chúng ta làm gì đúng là không có tử tế kết quả binh lực của hai người vừa đến lập tức binh hùng tướng mạnh bắt đầu phản công tuy nhiên binh lực của kiếm hoàng và diễm hoàng vẫn mạnh mẽ như cũ nhưng cũng bởi vậy mà tổn thất nặng nề. Lại một tháng đi qua, hai người kiếm hoàng lại hạ thêm năm thành, thế bất khả kháng nhưng mà tổn thất cũng hết một phần tư. Lần này kiếm hoàng và diễm hoàng đau lòng không thôi, lại bắt đầu chửi mắng không ngừng. Nhưng mà bọn họ không phải là mắng hai người ưng hoàng, dù sao người ta cũng là bảo vệ địa bàn của chính mình. Đây là chuyện đương nhiên, sao có thể mắng. Trong lòng của bọn họ quán thầm đặt cái tên ma hoàng triệu thành đáng chết vốn cái chuyện này do hắn mà ra kết quả hơn một tháng hắn án bình bất động tiêu diệt tự tại trận chiến tranh của tứ hoàng bọn họ nếu ma hoàng sớm xuất binh giáp công hai phía hai người bọn họ không phải đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi sao nhưng bây giờ tứ hoàng dằn coi một chỗ muốn tùy tiện ngưng chiến cũng không có dễ dàng ma hoàng triệu thành rất có thể xem đây là bỏ cuộc rồi cự tuyệt giao địa đồ cho bọn họ thì sao? Vậy chẳng phải là bọn họ đánh không công sao? Cho nên một khi một cuộc chiến bắt đầu, nó sẽ không có bị chi phối bởi bất cứ ai, cũng không có dễ dàng dừng lại. Mà tất cả những thứ này đều do Trác Phạm muốn nhìn thấy. Bác Hoàng Thánh Dực để một nửa người thống trị cái địa vực này tự giết lẫn nhau vẫn là đường nhanh nhất. Các người giết nhau càng nhiều càng tốt một tiếng thét lớn giang vọng bầu trời khói lửa đã mù mịt khắp nơi nơi nào cũng có xác chết một con chim ưng cao khoảng trăm trượng đỉnh đầu có mặt trời thiêu đốt hai cánh to lớn như che quất cả mặt trời trên lưng của nó là một nam tử gầy gò mặt mũi âm độc ánh mắt sáng như chim ưng sư tỷ ưng hoàng tự thân lên chiến trường trong cái điều giải lớn mảnh liều đã bị nhắc lên mai tam cô hoảng sợ chạy vào nói Diễm Hoàng nhìn bà ta thật sâu nói Lão gia quả ưng hoàng kia đến sao Đáng chết Bác Hoàng Chiến vẫn không có tránh được Xem ra cái trận chiến này phải kết thúc rồi Phải kéo trở về Tam cô Ngươi dẫn đầu của thế lực đang hạ tông Lui lại 50 dặm Tránh bị liên lụy đi Dân Mai Tam cô cúi đầu Lập tức đi xuống trường lệnh Trong mắt của Diễm Hoàng lóe lên tia nhìn hung ác Chân mới đạp xuống Nhanh chóng bay ra ngoài trướng Đảo mắt nhìn vào trong chiến trường hư không vừa dặn đối đầu với sắc mặt âm trầm của ân hoàng lão già quả rốt cuộc ngươi cũng đã xuất thủ ta còn tưởng rằng người muốn đánh đến một binh một tốt sau cùng mới hiện thân chứ diễm hoàng lão phu đắc tội với ngươi chỗ nào tại sao mà bất ngờ đánh vào lĩnh vực của thần ưng ta người chết vì tiền chim chết vì ăn ngài không có đắc tội với ta chỗ nào ta chỉ nhận quỷ thác của người khác hết lòng vì người khác Diễm Hoàng khẽ cười nói. Ân Hoàng hiếp mắt đưa ra phán đoán. Là ma hoàng nhờ giả sao? Hèn chi, đang êm đẹp tự nhiên, ngươi cùng với kiếm hoàng đột nhiên làm khó dễ chúng ta. Nói đi, hắn cho các ngươi cái chỗ tốt gì chứ? Ân Hoàng ta tăng gấp đôi. Hả? Ân Hoàng, ngươi cho rằng vật chất tầm thường thì có thể mời được hai chúng ta sao? Đồ hắn cho, ngươi không có đâu. Thật sao? Vậy thì không có cách nào đành phải khai chiến thôi. Ánh mắt kiên định, ưng hoàng dùng tạo lên, cự ưng dưới thần đã mang theo hắn, bỗng nhiên lao về phía Diễm Hoàng, sát ý tăng giọt phát ra. Chương 1342, Người Thánh Sơn tới Ưng kích trường không, ưng hoàng hét lớn lên một tiếng, tài dùng lên, ánh sáng từ trong cơ thể cự ưng bay thẳng lên trời, biến ảo càng lúc càng lớn, che kính cả toàn bộ cửu thiên hai cánh mở ra kim vũ bay lượn giữa trời giống như là thiên thạch phô thiên cái địa nện xuống cũng may hai bên đã phân tán binh lực nếu không lần này chỉ sợ lại có hơn một trăm ngàn sinh linh bị xua tan cho dù là cao thủ linh dương cũng không có thể tránh thoát có điều cho dù mọi người có rời xa khỏi cái nơi đáng sợ này đứng ở phía xa quan sát cũng ngăn không được hít sâu một hơi cảm thấy là may mắn vì bản thân đã chạy nhanh mí mắt khẽ rung lên mai tam cô từ xa nhìn nơi ánh lửa ngập tràn sợ hãi nhưng mà rất nhanh chóng một tiếng cười không có chuyện gì truyền vào trong tay của bọn họ ưng hoàng vừa ra tay đã dùng hoàng cực thiên ấn sao người đúng là liều mạng mà một cổ gió xoáy bỗng nhiên bao phủ bốn phía thổi bay mù trời đến không có thấy tâm hơi một cổ gió xoáy bỗng nhiên bao phủ bốn phía một nhánh dài chừng mười trượng cắm rễ lòng đất hiện ra những cái điểm sáng dàn ống cùng với mùi thơm cánh hoa nhàn nhạt, uống lượng hướng lên nở rộ nhân gian. Diễm Hoàng đã chậm rãi ngồi trên đầu cánh hoa, tuy lãng ăn mặt đạo cô nhưng mà lại quyến rũ động lòng người, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhạt. Hoàng cực thiên ấn, cửu thiên quỳnh hoa. Ánh mắt hiếp lại, ưng hoàng cười nói, thần hồn của lão phu chính là thần ưng bay trên trời, trưởng quản lĩnh vực của thiên khung, còn thần hồn của ngươi là cửu thiên quỳnh hoa, cấm rễ khắp nơi. Bây giờ, hai người chúng ta giao thủ, quả nhiên cuộc chiến thiên hạ. Nhất miệng cười, Diễm Hoàng nhẹ nhàng nói, Thiên địa cùng tồn tại, có âm có dương, cho dù tương khắc, cũng không có phần thắng thua, nhưng mà hai người chúng ta lại khác. Cuối cùng, cũng có một người bại trận. Từ xưa, đã có thiên tôn địa ti, người thất bại tuyệt đối là ngươi rồi. Được, vậy chúng ta thử một chút xem. Trong phút chốc, tiếng gió gào thét, bóng rồi bay tứ tung, cảm nhận được khí tức cường đại này như có thể chia cắt bầu trời. Ngay cả ưng hoàng, sắc mặt cũng nghiêm lại, điều khiển phi ưng dưới thân, không có ngừng tránh né trong không trung, rời khỏi vô số dây leo bay lượn. Diễm hoàng khinh thường liếc nhìn cười lạnh. Thế nào? Người chúa tể bầu trời này không có dám rơi xuống mặt đất sao? Diễm hoàng ngươi đừng có nên đắc ý quá sớm chứ lão phu sẽ nhổ tận gốc hoa này của ngươi mà không có cần phải tốn sức ánh mắt lạnh lẽo ưng hoàng bỗng dưng kết ấn quyết địa dài cao cấp võ kỹ quyền ảnh thần ưng phi không lược thực tiếng nói vừa dứt ánh sáng vàng ống trên đỉnh đầu cự ưng chợt lóe lên băng dở ra quá thành từng cái đạo điểm sáng vàng ống sau đó thì những cái điểm sáng kia rung rẩy một chút Lần nữa đã biến thành kim ưng nhỏ bé hung tàn, dùng cánh tay bay về phía mặt đất, bay lượn quanh mấy cái trăm ngàn dây leo. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng là mười ngàn kim ưng lướt xuống, khí thế mạnh liệt không có gì sánh được. Thế nhưng khi mà tất cả dây leo đều đã bị đập thành bã dụng, ở phía trên đại địa nơi xa kia không có thấy bóng dáng của Diễm Hoàng. Đồng thời, quang cực thiên ấn, Cửu thiên quỳnh hoa cũng không thấy chỉ thấy giữa đất trời có một cái lỗ tròn sâu không có thấy đáy. Ưng hoàng âm thầm suy nghĩ, qua wow, lấy đất mà sống, chẳng lẽ đụng vào trong đất để mà chạy sao? Thế nhưng, ngay tại cái lúc này, một tiếng gian thật lớn đã phát ra, bụi đất tung bay, ưng hoàng chưa có kịp phản ứng, một cảnh mận gai như là rắn lớn từ sâu trong lòng đất thoát ra, đánh thẳng về phía ưng hoàng. Một cổ sát khí kinh khủng ập đến bất ngờ, còn chưa có kịp nhìn, theo bản năng phóng thẳng lên lưng của cự ưng bay lên trong không trung trốn thoát một tiếng giang trầm đục phát ra cự ưng dưới thân kêu thảm một tiếng thân thể của ưng hoàng rung lên mới dội dàng quay đầu nhìn lại trong lòng giật mình sợ hãi trán toát mồ hôi lạnh chỉ thấy lúc này cự ưng dài chừng mười trượng kia đã không có nửa thân thể máu tươi tuôn ra như suối sắc mặt cực kỳ thống khổ rơi xuống dưới mà nơi hắn vừa đứng kia xuất hiện một cái dây leo đâm thẳng lên trời. Phần dưới dây leo chính là một đóa hoa cao chục trượng. Có điều đóa hoa này nở ra như cái miệng máu. Trong miệng còn ngậm lấy nửa thân thể của cự ưng. Máu tuôn đỏ thẫm, máu chảy vào trong cành lá, vào đất đai. Trong nháy mắt đã được chùm rễ hấp thu, nhìn thật là kinh khủng. Diễm Hoàng vẫn là ngồi trên mâm hoa, nhìn về phía ưng hoàng với ánh mắt kinh miệt. Không nghĩ tới Cửu thiên quỳnh hoa Lại là hoa ăn thịt người sao Hai tay nắm chặt Ưng hoàng tức giận cho đến nghiến răng nghiến lợi tay dùng lên Từng đạo kim hoàng một lần nữa Tập kết sau lưng của hắn Lại hình thành một kim ưng trăm trường quát Diễm hoàng Người dám giết tọa kỳ của ta Hôm nay lão phù nhất định là phải chém người thành muôn mảnh Tế thần ưng linh thiên trên trời Thẳng nhiên cười Diễm hoàng mới nhẹ nhàng nói Vừa rồi nếu không phải là người muốn trốn nhanh, bị chết không phải là linh thú cấp 10 của người sao? Còn có mạng nhỏ của người nữa, rõ ràng yếu thế mà dám nói những lời dũng cảm. Diễm Hoàng, ngươi đừng có đắc ý quá sớm, hôm nay lão phu không có xé thân thể tàn qua bại liệu của ngươi thành mảnh nhỏ mới lạ đó. Ngươi nói cái gì? Diễm Hoàng biến sắc, hung hăng trừng hắn. Ta nói ngươi là tàn qua bại liễu, muốn chết sao? Trong mắt lóe lên một đạo sát ý trần trụi diễm hoàng bấm thủ quyết bông hoa ăn thịt người kia bà ta đang ngồi đột ngột xông thẳng lên trời đồng thời trên mặt đất âm thanh âm âm gian dội nhưng mà ưng hoàng cũng không phải là người dễ triêu thân thể rung lên một cửu thiên ưng gãy giang cùng với cự ưng vàng ống đạp xuống liệt dương trên đỉnh đầu cũng là phát ra ánh sáng nóng rực quá thành từng đạo quả điểu trợ trận cho ưng hoàng đếm qua cái số lượng cũng có vài chục dạng. Bỗng dưng, mũi kim hướng xuống đồng cỏ, bầu trời hướng xuống cái lỗ thủng dưới đất. Hai bên dốc toàn lực nhất kích, hung hăng, gia chạm, khí thế mãnh liệt, phong cương khủng bố còn chưa có kịp phát ra bốn phương tám hướng, mang đến cho người ta một loại khí tức tử vong. Thế mà đúng lúc này lại có một tiếng quát nhẹ phát ra, gian vọng giữa đất trời. Hai người diễm hoàng nghe mà giật mình, nhưng mà chiêu đã ra rồi khó có thể thu hồi thế mà đúng lúc này có một tiếng quát nhẹ phát ra dừng tay hai người diễm hoàng nghe mà giật mình nhưng mà chiêu đã ra rồi khó có thể thu hồi có lẽ cũng hiểu được tình huống của bọn họ người kia hiểu được bọn họ không có thể thu hồi được tuyệt chiêu các người không thu hồi được thì ta đành phải ra tay ngăn cản vậy nghe hai tiếng xé gió đột ngột vang lên khiến cho tất cả mọi người nơi này kinh hãi chỉ thấy nơi cuối chân trời chẳng biết từ lúc nào có hai thanh kiếm nhàn nhạt bay tới dài trăm trượng chỉ trong phút chốc bay xẹt qua trước mặt của hai người diễm hoàng dây leo đâm thẳng lên đều đã bị chặt đứt thành hư vô phi ưng kim sắc đáp xuống cũng đã bị gãy làm đôi quá thành ánh sáng tiêu tán trong hư không chỉ có một hình người khổng lồ dài trăm trượng sau lưng mang theo 18 thanh kiếm phong dài ngắn song quyền duỗi ra trong nhảy mắt nắm qua ăn thịt người của Diễm Hoàng và kim ưng to lớn của ưng hoàng không cách nào mà nhúc nhích. Đây là... Trong mắt co rụt lại, hai người sợ hãi thốt lên, thân thể thần hồn quá linh, thánh giả. Không sai, ta chính là thánh giả lục thánh sơn, hà hiểu phong. Trung tâm đầu của hình người to lớn kia, có một thanh niên tiêu sái, lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Nghe nói là bác hoàng thánh dực đại chiến, khiến sinh linh đồ tháng, cho nên ta tới đây mà ngăn lại dừng tay đi vừa rồi hai kiếm của ta nếu mà chém xuống hoàng cực thiên ấn của các ngươi thần hồn của các ngươi sớm đã tiêu tán rồi hai người sợ hãi đến run rẩy dội bái lại đa tạ thánh giả đã hạ thủ lưu tình hai người chúng ta vô cùng cảm kích bớt nói nhiều đi lần này chúng ta xuống núi là phụ mệnh mà đến thương thảo với bác hoàng chuyện quan trọng ai ngờ các ngươi làm ra cái chuyện ngu xuẩn tranh danh trục lợi này. Hà Hiểu Phong hừ một tiếng, dên mặt hất hàm sai khiến. Một tháng sau, đến chỗ kiếm hoàng, chúng ta có chuyện quan trọng phân phó. Vừa mới nói xong, Hà Hiểu Phong mới chậm rãi buông bàn tay khổng lồ ra, lắc mình một cái, biến mất không có thấy nữa. Chỉ để lại hai người diễm hoàng, sợ mất mật, tê cả da đầu. Liếc nhìn nhau, lại không có rảnh để ý thù hận vừa rồi, chỉ cao mài vẻ mặt lo nghĩ thánh giả thánh sơn này vẫn luôn bế quan tu hành êm đẹp sao mà lại rời núi chứ lần trước rời núi cũng là bởi vì cũ u bí lục hiện thế cái lần này chẳng lẽ là trong lòng như của đáp án diễm hoàng mới nặng nề thở dài một hơi còn bà nó vừa rồi bảo bối thì tranh giành người của thánh sơn thì không có gì tốt cùng một thời gian kiếm hoàng và quỷ hoàng cũng đang đánh đến thiên địa tố sầm khó phần thắng bại một lão giả cũng xuất hiện ngăn bọn họ lại, sau đó nói là mệnh lệnh tụ tập bác hoàng. Lần này, trận chiến của năm cao thủ hoàng gia, trong nhảy mắt đã lắng lại, nhưng mà không có một ai vui vẻ, bởi vì lão hổ rốt cuộc cũng đã rời núi rồi, mấy khỉ con sưng dương sưng bá cũng đã một đi không có trở lại. Các bạn vừa nghe xong tập 260 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt